Các bạn đến với khu vườn của nhà mình. Hôm nay thì cùng mình tham khảo một dòng hoa hoa hồng nữa nhé. Đây là một dòng bụi rủ. Thực ra là bụi rủ nó không còn lớn nhiều cho lắm. Tên của nó là Vinastrong. Mình bạn thấy là nó là dạng hoa chùm và nó cứ nít 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 như những chùm nho vậy. Nó có màu của màu tím của rượu vang, thường hay ra hoa chùm. Cây này là cây bụi dáng dáng thấp, nó rất là thấp, thế nên mình thấy nó sẽ cũng không phát triển nhiều đến mức mà cần phải. Thực ra là cũng đang không có đất để cho bạn ấy ra. Thực ra mình trồng vô trong chậu. Chậu này cũng khá là lớn. Đó. Nó cũng ra hoa liên tục. Ra hoa cũng khá là sai, độ lập nhanh. Nó thường ra hoa chùm mà mình cũng một cái chùm nó cứ lúc nhơ lúc nhúc như những chùm nho tím ấy, rất là xinh. Nở thì như chùm này của mình là tàn rồi nè, thì nó cỡ được 3-4 ngày gì đấy. Bạn thấy bông của nó, đây là một trong những dòng mini, tức là một cái dòng mà có hoa nhỏ xíu. Vườn hồng này của mình thì vẫn là chủ đề cũ, là rất rất nhiều dẹp xanh, thế nên sẽ rất là nhìn thấy nhiều bạn tính ca muôn, mà rất may là các bạn ý đến hỗ trợ, chứ không thì không biết sao luôn. Xịt thuốc thì không đành, mà không xịt thì đây, nhìn nó bu kín nhá, cả ngọn như này thì xót ruột lắm. Mình có xịt khi tới thì mọi người hay nói là xịt dùng vòi nước xịt mạnh để cho con dẹp này nó rơi ra ấy, nhưng mà mình thì cũng không ăn thua. Bởi vì đây là những con kiến nó cũng tha dẹp lên cây thôi. Bạn có nhìn thấy không? Đây, thủ phạm đây. Rất là nhiều con kiến. Và chính cái bọn này nó cứ tha dẹp, trứng dẹp ấy. Dẹp nó đi khắp nơi, thì thành ra là rất là khó để... Kể cả mình cố xịt nó đi nó chỉ đỡ thôi, chứ mình thấy nó hôm sau lại thấy con nó có luôn à. Nên cũng không có ăn thua lắm. Nên mình cũng chỉ có xịt tỏi ớt hoặc thuốc lào để nó giảm bớt thôi. Ngoài ra thì mình có thể pha thêm một ít bia. Vì bia thì nó có khi mà mình phun lên ấy, nó có một cái lớp như một lớp màng, nó sẽ bọc lấy cái phần lá này của mình này. Nó vừa cung cấp dưỡng chất mà nó lại tạo một lớp màng cũng như là tạo chất dính. Như thế thì nó sẽ giúp cho cây khỏe hơn. Cũng như là một số loại, ví dụ như phần trắng chẳng hạn, thì nó cũng giảm khá là nhiều. Nếu bạn kiên trì phun thì như thế, khi mà uống bia dư thừa thì đừng có đổ đi mà hãy bón cho cây, vì nó là một loại phân bón cực kỳ tốt. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé.